Đây mình là đập xả một cửa các bạn nhé. Mạnh chưa? Hello, xin chào các bạn. Tôi đang đứng ở đập bản Mong. Xã Hua La đây, thành phố Sơn La. Bây giờ tôi quay sơ bộ qua cái đập bản Mong đang xả lũ đây, để xả nước ở dưới cái đập đây. Các bạn xem cùng xem cho vui nhá. Tuyến đường nhánh từ trong Mường Chanh đi về thành phố Sơn La. Đây là đi vào trong Mường Chanh, Mường Chanh đi về Chiều Mai, Chiều Mai về Mai Sơn. Đấy, quanh quanh khu vực này ở trong thành phố cả. Đây là đập Bản Mong này, hồ Bản Mong. Ở bên kia cái đập đấy. Đấy, bên kia đập nát nữa ta xăm đấy. Đây hôm nay là xả một cửa đấy, không phải mưa lũ đâu. Đây này, trong những ngày này là nước là đang ở cái mức độ bình thường, mà đập này cũng xây dựng cũng tương đối là kiên cố. Đây cái điểm này sạt lở này, ngày mưa gió loạn động rất là nguy hiểm này. Đi qua đoạn này nó rất là này, trạng đá lở, rồi đá rơi, vậy biển cảnh báo sạt lở trơn trượt. Bây giờ đi lên mặt đập nhé, mặt đập đi vào trong kia, đi vào trong bản sâu. Đây là hồ Bản Mong đây. Que củ gì? Mấy ngày hôm nọ mưa gió này. Que củ nhức trôi hết về đây, sợ chưa? Những ngày lũ ở đây thì ác liệt đấy. Đập này thì bé thôi. Không lắp đặt thủy điện gì cả, chỉ là cái hồ xả lũ đấy. hồ chứa khu vực, toàn bộ khu vực trên núi cao cái dồn nước đây. Đấy, bên đây là bên hồ Bản Mong nhé, hồ Bản Mong bên đây này. Đập xả này. Trên đập nhìn xuống này. Một cửa đây mà là mức độ phun nước á. Đấy,
xả lũ ghê nhỉ em nhỉ. Đấy nhỉ. Hôm nay không đi thịt à? Ôi trời. Ờ. Đi vào trong vườn chanh. Nhưng mà đi xa quá lại quay về. Xả một cửa các bạn nhé. Mạnh chưa? Ui trời. Cửa bên đây thì không. Đây có ba cửa. Ba cửa đập. Ba cửa đập thì xả có một cửa thôi. Chảy khiếp không? Đây bây giờ đi ta đi xuống chứ khu kia. Chỗ kia đứng để quay ngược lên để xem nó mức độ nó xả nước như thế nào. Bây giờ ta đi xuống xuống dưới của chân thác nhé. Chân thác xả lũ đấy. Xả lũ xem nó mức độ. Nó chảy mạnh như thế nào. Mới chảy cái phun lên chảy xả có một cửa thôi đấy. Cái hôm nọ mà cái hôm mà mưa lớn thì mình không quay được. Mưa lớn thì ba cửa xả này thì nó chảy thì phải ác liệt đấy. Đấy phun ác chưa. Bạn nhìn quang cảnh của cái con đập trông có đẹp không? Rất tuyệt vời. Hồ Bản Mong bên trên qua đập là hồ Bản Mong. Đây thì chưa lắp đặt hệ thống phát điện, nhưng mà rồi chắc rồi những năm tới đây là cũng sẽ làm phục vụ cho bà con ở khu vực này. Thôi mình cũng sơ qua cái đập Bản Mong bé nhỏ của một góc của thành phố Sơn La cho các bạn xem thế thôi. Xin hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo trên kênh Quá Tây Bắc. Hồ Bản Mong này nó nằm ở trên cao mà cái dòng con suối này rất là sâu nên để chơi chỗ đường này là tôi đang đứng này, nếu mưa gió mà đứng này là nó sạt rất là nguy hiểm. Đây là con suối rất là sâu nhá, trừ chỗ đứng đây xuống nó khoảng chừng độ 100m, trông nó bé tí dưới này các bạn nhìn thấy, trông thấy nó rất là sâu, chạy dọc về trong Bản Mong kia. Dưới kia là đi xuống Bản Mong đấy, về thành phố Sơn La.